Hi, xin chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Nguyễn Khánh đây, Ừ, hôm nay đầy đủ nha mọi người, không thiếu ai. Chó đúng không? Đây, nó đây. Bé Bành của các bạn đây, bé Bành, Bành ra đi em. Ok mọi người, thì hôm nay mình đã gom tất cả các bạn ở đây, với lại anh Cảnh ở đây, mình sẽ đi làm ẩm thực nha. Nhưng mà hôm nay sẽ có điều bất ngờ cho mọi người. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu cái bất ngờ thôi, giờ không dạy dòng nữa, giờ mình sẽ đi ra chợ và kiếm ẩm thực làm cho mọi người xem nha, đi thôi. Rồi giờ nó ăn gì Quy? Dạ. Nó ăn Cảnh ăn gì? Bữa nay ăn rau muống xào tỏi đi. Mấy giờ hôm nay mua hủ chiên xả đi, làm miếng miếng bự về ăn. Ok. Vậy đi. Làm nhiều đi. Ê, mình đi xuống lò luôn đi ông nội, mua miếng bự về. Chị bà. Mua xuống lò mua miếng bự về chiên cho đã. Có không? Có với cho đốc á. Đi. Đi mới chịu đi, miếng bự mới chịu à. Làm gì vậy? Ừ. Làm gì nó miếng dòng lắm như vậy. Đi nè, nó gọi là gì? Đợi nghe hả? Đi ông Banh. 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 Ghê nè Banh. Trời biết rồi luôn đó, nó luôn. Banh ra đi em. Đi nè. Xong chưa ông nội? Đi ông nội ơi. Thứ gì chưa nói thế này. Kè ăn. Cái gì vậy? Vậy có anh nào nào. Thông báo tìm người thân. Em tên thật là em tên Thiên Lý, đang học mẫu giáo, họ và tên Bành Thị Tét Nách. Gì vậy? Chị đi nè. Tìm đây. Địa chỉ 48/25 phường 10 quận Cam Ranh. Số điện thoại 090 090 090. Địa chỉ chợ. Khi đi nó không mặc quần. Em đi từ ngày hôm qua đéo thấy về. Ai gặp thằng này nhớ kêu nó đi luôn đừng về. Nếu nó về đừng trách sao đau kiếm vô tình. Đóng đi rồi. Đóng đi rồi. Gì vậy? Chắc có dán con tắm à. Thiệt. Chắc có dán con tắm. Đâu có nè. Chắc có dán. Ai biết mày đăng tấm hình kia của tao luôn. Vậy là mày. Tao không có. Vậy là nghẽ rồi đó. Vậy là nghẽ rồi đó. Dần sao? Ủa mày khai ra giờ mày dán mấy tấm rồi? Con tắm à. À thôi không có. Mày dán tắm gì rồi? Mấy tấm ghê dán? Gì? Mày dán tắm gì mấy tấm ghê dán? Con tắm mà. Thôi con tắm thôi, bỏ đi con tắm thì đi đi thôi. Tắm à. Con tắm thì đi đi. Quà cố. Tại sao mày đăng cái hình kia của tao lên, tao đăng hình mày lại. Nghe thanh niên giận trận vui giờ. Thôi bỏ đi. Ê, dẹp đi ẩm thực nè ông nội ơi. Đi ra chợ nè. Lẹ quý ơi. Dẹp tôi đâu có tiêu rồi. Mày đợi mày đi. Bà nói mẹ. Đi chợ gì nữa kìa. Là chào gì vậy? Ôi, ông chơi dừng xe. Ai à, lại tàu qua xe. Còn không? Ai biết? Nổi tàu. Tàu dán đâu? Đi chợ. Bành thì tới tháng. Ai như nói với tôi cùng hai mẹ chung sớm nhau. Nặng là trời. Thôi bỏ đi ra thôi nè. Bỏ đi ra thật nè. Nào ấy, nào dán nha. Thằng kia gãy nữa. Đúng. Bắt dây nước dán hành thai thằng. Như làm như bữa nay có nổi dán như trời. Mày may tắm. Tắm cho mày ra thì chạy ra đây tắm nữa. Ai biết? Mày dán tắm, mày dán mấy tắm? Bây giờ có thể dán, tao không tắm mà. Mày dán mấy tắm? Vậy đâu có dán đâu mày lại. Đâu tiêu ơi. Tháo gì vậy? Tao không tháo, tao đội quần què chứ ta hả? Trời ơi là trời. Tắm gì ba giỡn hoài. Bà cố nội mày giục bỏ trơn chưa? Đứng đây. Gây, đi ăn thật ở đâu được đó vậy? Vậy. Bà bắt đầu bên đây nè. Giờ đây mình có đi không được. Cho em cầm cho. Tao tốn tắm rồi tao biết. Tắm thằng biết đó là trời. Tao có làm đâu. Nghĩ tàm ẩm thực. Xe chờ tới mình từ giờ cũng xé chữ bỏ. Tới mình là tới ông nội mày hả? Tới mình. Đi lẹ mua đồ về ẩm thực ba. Giờ giỡn dán con tắm ngàn nhảy dán con tắm mấy tắm gì vậy? Gì vậy? Lỡ gì? Hết rồi. Cái sao cho nghĩa đánh thánh này thôi. Bà
Sao mà đánh ngoài ngoài không nổi? Tao biết đâu. Bà nội mày. Em mở tấm ảnh à. Còn hay lắm mày á. Má con thấm còn ngủ gì? Tao biết đâu. Đâu vậy? Mấy ba. Vì thằng gác nữa kìa, 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 kìa. Lụm bên đây. Gác, 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 nữa trời. Gì bên nghẽ rồi vậy? Có đâu có nghẽ mấy không? Hai này tính đổ lợp gì? Vậy theo dài ông nội. Đâu nghẽ? Thì dài luôn hả? Chết bà rồi. Quà cố đi dán chung nhau. Dán chung nhau. Vậy dán chung nhau. Mày dán tụi nhau rồi, má tao mình tôi dán luôn. Mày biết dán với ai? Rồi dán với ai? Mày dán chung rồi sao tao không biết cái mình tao à? Nghỉ rồi, đau. Giờ dài nào, không đánh thật không? Dài, nghỉ. Dài, nghỉ. Ủa quà Hà Nội dán từ đây ra chợ còn cả trăm tấm nữa. Dễ vậy. Bố tính hình này lên cho tôi biết, biết nghĩa không? Ở nhà bà vợ. Ê, không đủ bà sao giữ cái cảm nữa kìa. Thằng ơi, đủ quà. Ôi, 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 ôi. Làm cái gì? Là giá này. Tao giá đâu? Mượn á. Dạ hả? Ai giá 16? Bà biết sao biết không? 16 ngồi đã không biết đúng không 16. Ngồi nãy giờ không biết sao. Thấy cạt nợ đọc thôi. Thôi vậy nào. Quá vậy. Dặn hết sức dặn. Dặn hết sức. Đây nè, thấy chưa? Đó là chào Cấp Trường. Chào Cấp Trường. Nó chở con ốc bằng cùng tay mà chỗ ba nãy. Còn đâu nữa ông cố. Còn đâu biết đâu. Mấy thằng ma. Ở đây có làm ẩm thực không? Ẩm thực nè. Đây là ẩm thực cho mọi người. Đổ con lấy đó. Đổ nè cầm đi. Mời bạn nha. Chưa. Không thể xe quay về. Đổ bà già. Còn không mấy ông nội. Ai? Nãy giá ra là cáo phối. Còn không mấy em cố anh biết cái tháo về nè. Quà cố rồi. Dễ thương mà. Quá dễ thương rồi ha. Quá đâu rồi chứ. Giờ đúng mà thôi. Bây giờ mình sẽ đang nghỉ nha. Tụi ngoại kiếm gì ăn các bạn ơi, nó bụng quá. Đây nè. Đây là bà ghi đây ra chợ mất nhiều tấm nè. Để ăn. Thôi mà ông nội. Dán còn nó không đó. Hết rồi. Dán 20 tấm nó nhiều. Chứ là không được cứ đổi quẹ thôi. Hết rồi. Ngoài em có không biết cũng đứng tù quậy. Đi nè. Đi nè, hết rồi. Đi nè ông nội, dặn hoài rồi ông nội. Đi nè, đi quay ra khát nước rồi hả? Đi tao bị giao nên không đi cho tao vui rất là. Đi ra chợ mọi người, nãy giờ cũng giỡn nhiều rồi, tội nghiệp nhỏ dặn luôn. Vui vẻ quá wow. À, nãy ai mới nói vậy? Gì đâu ông nội ơi, ông nội. Đi là hai cô gái, thánh thần ơi trời. Bữa nay cho anh nhảy mặt sân không vui. Má đồ quần nè. Bữa nay không không bữa nay không cho anh cảnh cái sân con văn nó vui. Đi nè, lẹ đi mà. Nội lá, đi ra tới ngoài mà cho một cái là đi về luôn, không có làm gì nữa. Tao cũng bà cố, tao biết ngạo đập nó luôn. Tao nhớ mày dán chung tao. Nó giỡn nó chứ mày nó khai nó dán đó. Ba thanh niên. Ba thanh niên sẽ biết tôi là gì. Cầm đi, cầm đi.
Ủa trời, cao thị liếu liều. Cao thị liếu liều khi đi có mặc áo díu. Mình được chắc nách thông báo tìm người thân bị đai phải bị đi. Đúng là chờ dáng vẫn vậy, chờ vàng vàng đi chờ. Nghĩ sao anh? Bị cho luôn đó bạn. Dạ. Bị cho luôn đó bạn. Dạ. Mà có thằng Tắm mà không sao, đường nào nữa còn đâu nhẹo nữa. Tèo tử lên mê lên. Nè, nước lèo hoài luôn á. Dạ. Khánh à. Ê. Anh ơi. Sao chạy vòng vòng vậy trời. Ê anh Huy bà. Đúng rồi, anh hội chứ. Ngay dáng. Đẹp. Ông lấy hình của ông biết ông giá rồi. Lỡ thấy người ta còn bắt chờ tao. Má, đi chờ bà. Coi thở giống quá bà. Đi chờ bà thằng. Đúng là chờ. Cao thì liếu liều. Thôi lấy vậy bà, không thôi để người ta làm bồ chết. Đi nè bà. Đi nè. Về chợ, đâu vậy? Này. Về chợ hả? Đi chợ. Mấy này đông em nè, không có đường nào mà anh hay tắm nữa chứ. Thế nào cũng dán ở nhà anh tao tắm nè. Có đồng rồi. Không tắm là anh coi tin thì đăng thử coi. Thì đăng thử coi. Má tao chạy bạn mới thấy nhà cũng cảnh các bạn cũng chạy chẳng chạy chứ. Cố dán rồi. Dán. Cố dán không? Thì vô là chờ mấy ba đổi quần mấy ba đó là chờ dán cho thẳng đi chứ. Dán cho xấu xíu đi. Đây. Đó là chờ. Dán trước cửa nhà mình luôn các bạn. Cảnh đây là chờ thiệt ba đời tao chưa bị chôn. Bỏ không có gai đó, bỏ như vậy ta. Chưa bị chôn nữa. Thôi là đi ra chợ nãy ba má gì sao ăn quá rồi. Sao anh? Đi lên đây. Tao gỡ dán toàn nát trơn. Chết rồi. Nè, ông đánh nè. Nó ngã vậy. Nó là chờ đứa con đó mấy ba. Ông thật mà không biết đường cái là lên. Ba lo luôn cái đội quận với người ta luôn mấy ba. Trời không ra luôn rồi. Trời sao. Phải qua vụ áo sơ mi đỏ đỏ rồi nè. Tao ông thật cũng kêu á. Thì ra luôn. Nó là chờ. Quà cố đi ăn không liên quan. Má nữa. Có quay không? Bà cho anh giấy gì? Thôi giờ em lại ơi. Có làm không thật hả? Má lại cho anh không á. Có không? Mày dán chúng đâu nghe bà nội mẹ. Ai 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 bây giờ tao thấy không có thấy hình nữa. Ừ. Mày dán dán luôn chứ ai dán. Ai nói vô cái này nè, nói vô cái này nè. Không. Ê, cho nó ngồi cái này nè. Đó, tao ngồi. Cái này tao làm gì đâu. Ra. Cục. Ây da. Cục lại. Cục tay tao luôn đi ông nội. Thôi trời. Trời. Cố tôi làm thật ngờ. Thôi trời. Đi khui hết trơn tem luôn. Tem mình đội quần với ta. Nó dám chồng cho tôi lừa bạn. Thôi mà nghĩ giỡn thằng nỉ đi. Tại bữa nay lỡ chơi rồi. Mai làm thật. Ui mẹ đó ơi, chứ còn lỡ gì nữa. Tao mới đau nè, đủ quà cố đi dán chung mà thành mình không biết luôn. Thì à, Cao Thị liếu liều gì Bành Thị... Bành Thị tét nách. Bành Thị tét nách là tên mẹ, còn tên Bành Thị tới tháng. Bành Thị tới tháng. Giờ nó nghĩ đó, giỡn đó. Nó đi vòng thôi cũng có con dăng với con sừng. Có đau, dễ gì. Bây giờ đủ quà. Nè, cuối hàng, hỏi hai bạn. Đó ơi. Sao vậy? Dạ. Ờ được hai giờ. Giảm. Ủa trời mọi người, bây giờ mình sẽ kết thúc video tới đây nha mọi người. Mấy bạn xem video mình hãy nhớ lại like, share, subscribe cho kênh.